Mọi người có thể biết về cái giai đoạn mà Gia Kỳ phát hiện được cái giới tính thật của mình là như nào? Nói chung là cái khoảng thời gian đó thì có thể là nó nằm ở cái giai đoạn cấp 3 chị. Tại vì là nó, mười mấy tuổi. Dạ đúng rồi, nó khoảng thời gian đó nó dậy thì cái nó nhập nhằng nhiều thứ lắm. Tại vì em nhớ hồi cấp 2 là em vẫn còn quen bạn gái. Có vậy hả? Dạ. Cấp 2 vẫn quen bạn gái. Dạ. Rồi qua cấp 3 là chuyển qua quen bạn trai. Rồi khi mà Kỳ quen bạn gái đó, cái cảm xúc của Kỳ như nào? Anh với chị biết là hồi xưa tình cảm nó học trò nó nít lắm, nó chỉ đơn giản là tại vì mình cảm thấy mến cái bạn đó thì mình gọi là quen vậy thôi, chứ từ từ nó cũng chỉ nắm tay này, cao lắm là hôn má một cái kiểu vậy thôi. Lên tới năm cấp 3 thì nó vào một cái môi trường lạ hoàn toàn mà. Thì em chỉ đặc biệt chú ý tới một bạn là tại vì cái tên của bạn nó rất là lạ. Tập thể dục đó là cái môn em tập dở nhất. Mà trong trường lại có cái trò rất là nặng, đó là ném bi sắt, cầm cái trái bi sắt như vậy thì chợt cái trái bi sắt ra đằng sau lưng thì cái móng tay nó bị tách ra, chảy máu. Thì lúc đó mình thấy máu mình run, mình sợ, không biết làm gì. Thì trong khi tất cả mọi người đang ngồi cười, có một mình thằng đó thôi là nó đứng vậy, nó dịnh cái tay như vậy đó. Dạ rồi nó... sau đó là rung động, con tim rung động luôn. Thì thì gọi là cũng có chút xíu, tự nhiên mình đang bị quê. Thì có một chàng trai xuất hiện là cứu mỹ nhân ngay lúc mà đổ máu, hỏi sao mà rung động liền. Từ đó về sau là cứ buổi sáng là qua chở đi học, rồi trưa chở về, cứ tày học chung lớp. Tự động qua chở hay là em? Dạ. Kêu tại vì bạn nó nói thôi để tao qua chở mày đi học. Nhưng mà bạn đã biết Kỳ cái giới tính vậy không? Hay là chưa nghĩ Kỳ là một bạn không, trai? Lúc đó em còn không nghĩ em là như là vậy mà. À, nghĩ là bạn trai thôi. Dạ đúng rồi. Nghĩ là thân hơn những cái thân đứa hơn bạn, người bạn trai chút xíu, nhưng dạ, mà cũng rồi. Chưa xác định được là giới tính như nào. Tại em cũng không biết bạn đó có phải gay hay không, hay là nam hay không. Tại lúc đó mình không có khái niệm gay. Với lại hồi xưa thực sự là em rất là sợ người chuyển giới. Tại vì hình ảnh người chuyển giới hồi xưa nó không như bây giờ. Dạ, chỉ là những bạn hát đám ma. Em không nói là hát đám ma là xấu. Có một hôm nọ thì bạn đó mới nói là ê, tối nay mặc đồ đẹp đẹp để tôi dẫn mày đi chỗ này. Và bạn đó dẫn em tới một cái show diễn, một cái nhóm người chuyển giới. Mà cái show diễn nó làm cho em thay đổi cái nhìn hoàn toàn đối với người chuyển giới, là họ hát live nè, rồi họ đi thời trang nè, mà nhìn rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp. Bạn của em nó lại chơi với một cái cô người mẫu trong đó. Thì ngay hôm sau là chị đó mới cấp cho em, thì chụp được một tấm hình. Lúc đó em cảm thấy lạ quá, tại sao mình cũng có thể như vậy sao, kiểu vậy. Thì ngay trong cái năm đó luôn, là trong cộng đồng thôi, tôi giúp một cái cuộc thi là quan hậu của cái trang web đó, Beauty Miss Angel. Dạ, thì chị đó mới kêu em đi thi. Thì năm đó em được đạt được giải nhì, là năm là Á hậu á, năm 2007. Mình chỉ đơn giản là mình đạt được một cái giải gì đó mình muốn khoe với mẹ mình thôi. Khi xong em đánh liều, em gọi đại về nói, mẹ ơi, con đi thi hoa hậu vậy đó, con được đạt được giải nhì mẹ. Bình thường nếu mà trong tâm lý người bình thường á, em nghĩ là mẹ sẽ nói tại sao mày là giải gái như vậy, đó giờ chưa bao giờ thấy mày giải gái, tại sao mày giải gái vậy. Mẹ em rất bình thường, mà lúc đó em cũng sốc luôn, không nghĩ là dạ, mẹ bình thường. Dạ, mẹ nhưng tại vì vui mừng quá nên muốn báo đại thử coi như thế nào. Dạ, thì mẹ em nói là ủa vậy hả, chị đem dương miệng về mẹ coi. Em kiểu là em cũng sốc luôn. Mẹ luôn, không ngờ mẹ nói cái câu nói đó. Dạ. Tự nhiên mẹ muốn nhìn vương miệng. Cho nên sau này khi mà bạn bè hoặc là có ai hỏi tới là hồi xưa khi mà phát hiện thì mẹ em cảm giác như thế nào thì em cũng không biết, mẹ em là biết từ khi nào nữa. Nhiều khi là em nghĩ là cha mẹ để nuôi con từ nhỏ thì chắc là biết con như vậy rồi. Nhưng mà khi nào em xác định là em là người đồng tính? Từ năm lúc em mấy tuổi? Sau cái cuộc thi đó thì bắt đầu em đi chơi với cộng đồng nhiều hơn. Em đi chơi với cộng đồng nhiều hơn thì em phát hiện ra là thì ra là mình có cảm xúc với con trai nhiều hơn là với con gái. Đối với một người nam á, một người bạn trai á, thì mình có những cái cảm xúc mãnh liệt hơn như vậy nhiều. Mình muốn tiến tới xa hơn, những cái chuyện thầm kín hơn đối với bạn đó, thì mình phát hiện ra mình là gay. Còn với bạn gái thì mình là không có cảm dạ, xúc trong tình yêu. Dạ. Khi mà Kỳ nhận ra điều đó, Kỳ có công khai với điều đó với mẹ mình không? Thực ra thì cho tới bây giờ em chưa bao giờ nói thẳng với mẹ là mẹ ơi con đồng tính, con gay như nào hết. Em nhớ có một lần còn coi TV á, thì lúc đó là đang chiếu một cái chương trình thời trang về áo cưới. Thì mẹ em mới nói là cái kiểu này đẹp nè, mai mốt mày có vợ mẹ mua kiểu này cho vợ con mặc. Em mới nói đùa lại, trời kiểu này con mặc đẹp hơn chứ mẹ nghĩ sao vậy. Là từ đó về sau là mẹ em không nói gì tới vấn đề giới tính của em nữa. Khi Kỳ giả là một người con gái để biểu diễn á, dạ, thì có bao giờ Kỳ thấy được cái phản ứng tiêu cực của những người xung quanh mình không?
ai đi diễn kiểu như em này cũng sẽ gặp những chuyện tiêu cực giống như vậy. Thí dụ như kỳ thị, chỉ trỏ ở VD này kia, rồi xong ê nó ghê quá. Nó chỉ có đỉnh điểm là một lần diễn trong một cái quán bar, chọi dép chọi chai bia lên, và lúc đó là trúng ngay trên cái vai em nè, cái chai bia, mình đâu có tự nhiên mình đi vô được, phải ráng diễn luôn. Dạ đúng, ráng diễn luôn. Mà lúc đó nhạc quá lớn cho nên em không để ý được là chai bia nó rớt xuống nó bể, và em diễn đạp trúng cái miệng đó. Không hiểu cái động lực gì mà lúc mình diễn mình không có để ý tới mấy cái không đó, thấy nào luôn. Mà khi mà đi vô rồi á, cái vớ da của em nó từ cái khúc mà đạp á là nó đỏ hết nguyên khúc đó luôn. Chỉ biết là cái máu nó dính với cái vớ da, xong mình lột ra rồi cảm giác nó rất đau. Dạ rất đau. Rồi những cái câu chuyện tình, em có những mối tình nào sâu sắc không? Rồi. Chuyện tình giống như tiếng sáng ấy tình chẳng hạn. Lúc mà chơi với cộng đồng rồi này kia thì em cũng có đi chơi với một anh đó, em đơn phương anh thôi. Nói là em thích ảnh, nhưng mà lúc đó gọi là có thể gọi là tình yêu đầu đời luôn á. Mà anh chị biết là tình yêu đầu đời nó mãnh liệt dữ lắm. Là nó tiếng sét ái tình á. Dạ đúng rồi. Bao nhiêu là cái tình yêu là dồn cho tình yêu đầu đời hết. Dạ, mình cứ muốn đi chung với người đó nhưng mà 24/24 dạ. Đó, không muốn rời xa nửa bước đúng không? Dạ đúng rồi. Dĩ nhiên là khi mà mình đơn phương thì mình muốn vậy thôi, người ta đâu có muốn như vậy. Dần dà nó thành giống như phiền á. Khi người ta mà không yêu mình á, là mình quan tâm người ta quá nhiều, người ta cảm thấy là phiền. Sau này thì khi mà cái tình cảm nó bớt bớt rồi, em có thể nói chuyện với ổng một cách bình thường, bạn bè đó. Em mới nói là hồi đó em đơn phương anh á. Ổng mới nói là anh biết, anh nghĩ là hai đứa mình nên là chi kỷ thì tốt hơn. Đối với ảnh, em buồn là em có thể đứng chứ mà ổng không khóc. Ổng chỉ đơn giản là ổng ôm cái đầu em, ổng sao 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 rồi, được rồi. Lửa gần rơm thì sẽ bén đúng không? Nhưng mà chán chưa? Dạ chưa, dạ chưa. Có những câu chuyện làm chi kỷ nó sẽ bền hơn là khi đến với nhau tình yêu. Tại vì họ biết là họ không thể nào đến với Nhã Kỳ bằng tình yêu. Em chỉ thấy là không biết Kỳ có thật sự muốn điều đó không? Tại vì Kỳ vẫn còn tình cảm với anh đấy nhiều mà đúng không? Cái lý trí của mình nên giữ nó ở đây thì nó sẽ... Nó còn. Dạ, đúng, nó sẽ còn hoài. Nếu mà tiến tới nữa mình sẽ bị mất tình yêu mà em yêu đơn phương. Em với anh có một cái câu hứa hẹn với nhau như thế này. Thí dụ như tới 40-50 tuổi gì đó mà hai đứa vẫn không có người nào để mà ở chung, sống chung với nhau thì hai đứa về với nhau. Về với nhau vẫn là chi kỷ hay sao kìa? Về là tình yêu, lúc đó là về là tình yêu. Tình yêu không có chờ đợi được như vậy chị. Nếu mà yêu là bây giờ cháy rồi. Kỳ yêu người đó tha thiết nhưng người đó chưa có đến với Kỳ tình yêu trong lúc này được. Em thấy chuyện đấy quá phức tạp. Bây giờ mình... Đúng không? Kỳ đã từng bao giờ có một cái chuyện tình yêu thật sự đơn thuần, đơn giản? Chuyện tình... thực sự hai đứa quen nhau là thực sự có, nhưng mà số em thuộc là số con rệp, quen cái bạn đó mà thực sự khi mà đi ra ngoài đường á thì mọi người đều nói là hai đứa này đẹp đôi quá, nhuộm tóc cũng nhuộm giống nhau nè, mặc đồ mặc giống nhau nè, rồi đi xe được lúc nào cũng đi chung. Quen nhau khoảng được 2 năm thì bắt đầu có những cái chuyện tác động bên ngoài nè, khi thì đã xích mích cãi nhau khoảng 2-3 tháng thì đã không gặp nhau. Một hôm nọ đẹp trời, em nhớ hôm đó là thứ bảy, tối thứ bảy cái anh nhắn cho em một cái tin, anh bị HIV rồi. Em đi kiểm tra đi. Trời, anh chị biết là cái đêm đó là không thể nào ngủ được. Chủ nhật thì phòng khám không có làm gì. Hôm chủ nhật đó là một cái ngày đứng ngồi không yên, không biết làm gì. Tới hôm thứ hai làm như là 5 giờ sáng là em đã thức rồi. Mà em đi tới cái cửa phòng khám nào em đều không dám vô. Nghĩa là em cứ đi vòng vòng như vậy. Em đi từ 8 giờ sáng tới 2-3 giờ chiều. Em nói là bây giờ sống chết gì cũng phải biết. Liều thôi giờ. Liều đi vô khám đạn luôn. Dạ, em sợ dữ lắm, em bịt mặt kính mít như vậy, xong người ta rút một cái ống máu, xong người ta làm thủ tục rồi, cái xong là người ta nói là ngày mai tới lấy kết quả. Lại một đêm là ăn ngủ không yên, là ngủ không được nữa. Khi mà em tới em lấy kết quả lại cũng chờ lúc 8 giờ sáng nữa, mà em lại không dám đi vô để em lấy cái kết quả đó. Đi vòng vòng một hồi tới khoảng 1 giờ trưa em mới đi vô em lấy cái kết quả đó, rồi em cầm không dám coi, đem về mà giấu một cái chồng sách đó, em giấu tuốt ở phía dưới mà em để đó chừng một tuần trời á mới coi. Dạ, nói là thôi bây giờ cứ ăn ngủ không yên như vậy làm sao mà sống nổi. Thôi coi chặt ra coi luôn. Hên không bị. Trời lúc mà đó ổng bị thiệt không? Ổng dạ thiệt. Không bị. Nhưng mà ổng là người, ổng bị thiệt. Ổng bị thiệt. Ổng bị thiệt, nhắn tin cho ổng là nói là em không có bị, anh bây giờ ở đâu, anh sao rồi. Thì lúc đó tự nhiên em mới vừa nói cái câu đó là trong điện thoại là ổng khóc. Hồi xưa là khi mà muốn đi lấy cái thuốc đi để điều trị HIV là phải có một người bảo lãnh. Thì em là cái người bảo lãnh cho ông đi lấy thuốc. Cứ như vậy 2-3 tháng thì tự nhiên cái bản liên thời gian lại không có liên lạc với em nữa. Là không ai tìm được ổng luôn. Thì em mới biết một cái tin về ổng cách đây khoảng 4-5 tháng gì thôi. Là ổng đã mất cách đó 1 năm rồi. Do ổng không liên lạc với em không lấy thuốc cho ổng uống được. Dạ. Bình HIV đó mà uống thuốc bình thường á,
sống 10 năm, 15 năm. Có thể là lúc đấy người ta bị, người ta không có đủ can đảm để mà chấp nhận cái sự thật đó, người ta trốn tránh nó. Rồi cuộc sống hiện tại của Kỳ như thế nào? Bây giờ thì Kỳ ở với một số bạn cũng đi diễn như Kỳ. Nhà mẹ Kỳ thì ở bên quận 10, ở với em gái. Nói chung là niềm vui bây giờ của mình á là đi diễn. Nhưng có khi nào em có suy nghĩ em muốn làm con gái không? Chuyển giới giống như chị không? Có thích không? Cũng có một thời điểm em nhen nhóm cái ý định đó. Hồi xưa khi mà cái cuộc thi Hoa hậu đó, khoảng vài tháng sau là có một cuộc thi Nam Dương. Thì cái anh đó, ảnh thi thì em được bắt cặp với cái anh đó. Mà anh đó cũng tên Long luôn. Em không biết sao thì mà ảnh cứ rủ em đi chơi, mà ảnh cứ thòng thêm câu là đi với anh nhớ làm con gái nha em. 2007, 2008 mà có một cái anh đẹp trai nha, phong độ nha, mà chạy chiếc xì lăn chở mình. Là mình hắt cái mức độ nào, cái mỗi lần đi chơi với ảnh mình làm con gái. Dạ đúng rồi, mặc đồ con gái đồ vô. Có một lần cái ổng đặt một cục tiền trước mặt em vậy nè. Nhiêu đây không đủ, anh biết không đủ, nhưng mà còn nhiêu nữa em ráng em bù vô, em đi chuyển giới rồi hai đứa mình cưới. Ổng có tình cảm với em thì ổng có vậy đó. Tại vì người ta con trai mà. Bắt đầu lúc đó là em phân vân. Trước đó là em cũng có biết một vài chị bạn bè của em đi chuyển giới, em thấy họ đau quá. Em sợ chịu không nổi. Dạ em sợ. Với lại chị thấy em cũng ốm yếu á, cho nên em sợ chịu không nổi. Em mà bị gì rồi mẹ em với em gái em sao. Suy nghĩ qua suy nghĩ lại, cái cuối cùng thôi. Trả lời thẳng với ảnh luôn. Nhờ người đem tiền nó về gửi lại cho ảnh. Và từ đó là em không có liên lạc với ảnh nữa, ảnh cũng không liên lạc với em luôn. Nãy giờ khi mà nghe câu chuyện tình cảm của Kỳ á, anh thì thấy là nó nhiều thứ dang dở quá. Em chỉ nghĩ là khi mà một cái mối quan hệ nào đó nó trải qua thì mình nên nhìn ở cái những cái lúc mà mình vui vẻ nhiều hơn là lúc đau khổ. Em có ý định cái kế hoạch gì trong tương lai của mình không? Hay là ước mơ một cái điều gì đó mà em chưa có thực hiện được? Thấy là thí dụ như bên Thái đi, hoặc bên Mỹ đi, cái loại hình này nó rất nhiều. Nó giống như là một cái điểm để mà thu hút du lịch. Thì em nghĩ là Việt Nam cũng không thua gì Thái Lan. Không phải là một mình em, có rất nhiều bạn đồng nghiệp của em làm rất là đầu tư. Bây giờ cái đồng lương mà đi diễn hát nhép như nó đâu có nhiều. Mà tụi em đi diễn cái này là thuộc dạng là đi để thỏa mãn đam mê, để mặc những bộ đồ lộng lẫy vô để diễn vui. Nhưng cái ước mơ của em là đang muốn có một sân khấu. Dạ. Chuyên nghiệp tổ chức cho các bạn. Vậy nếu như mà cái công việc bây giờ nó không đem lại cái nguồn thu nhiều cho để mình trang trải cuộc sống á, thì công việc chính của Kỳ bây giờ là gì em? Công việc chính của Kỳ bây giờ là đi make up. Thì hôm nay chị và Tuân cũng cảm ơn em đã đến đây. Và chị chúc em sẽ tìm được tình yêu đẹp. Và chúc em sẽ có nhiều show diễn và có một sân khấu, có người đầu tư chuyên nghiệp để dành cho tất cả các bạn có được cái mong muốn và thỏa lòng đam mê của mình. Dạ, em cũng rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn anh chị. Em sẽ cố gắng là khi mà mọi người tiếp tục theo dõi hình ảnh của em sẽ là những cái hình ảnh thật là tích cực, để cho cộng đồng mình nó không có lúc nào cũng là mang một cái màu sắc u buồn nữa. Anh thật sự thích cái năng lượng tích cực của Kỳ tỏa ra, và anh thật sự muốn được ngồi và chia sẻ thêm với Kỳ nữa. Nhưng mà thời lượng chương trình thì hết rồi, và chúng ta phải nói lời tạm biệt ở đây.